chào cả nhà, lại là Jenny đây. Thì hôm nay trong channel này, Jenny sẽ nói về một vài những món mà Jenny đã mua được ở Sephora. Và cũng giống như là những món này nó có liên quan tới về makeup và skincare. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hay hoặc là muốn cập nhật những video mới nhất của Jenny hàng tuần và hàng tháng thì các bạn có thể subscribe Jenny trên cái kênh này, cũng giống như là nhấn like cái video này của mình nhé. Cái món đầu tiên mà Jenny muốn giới thiệu đến các bạn là cái món mà Jenny đã mua được ở Sephora hôm nay, là một cái set dưỡng da của Peter Thomas Roth. Thì như các bạn thấy đó, đây là một cái set dưỡng da khá là thú vị, bởi vì nó có bao gồm là một chai sữa rửa mặt của Peter Thomas Roth, một chai serum làm trắng sáng da khá là mạnh của Peter Thomas Roth luôn. Cái này sẽ là giống như là cái chai sáng sáng này nè, sẽ là cái chai tẩy tế bào chết mỗi ngày của mình. Cũng giống như là họ có cho mình một cái size nhỏ của cái kem dưỡng da. Thì thật ra mà nói là dạo gần đây là Jenny đang muốn cái da của mình nó sẽ trắng sáng hơn, cũng như là vừa trắng sáng mà vừa có độ ẩm tốt nữa. Thì cho nên là Jenny muốn thử coi bộ này nó sẽ giúp ích được cho gì cho mình không, trong cái vấn đề làm trắng sáng và dưỡng ẩm cho da. Serum này của Peter Thomas Roth thì là nó không chỉ có chứa vitamin C mà ngoài ra nó còn chứa cả vitamin E và ferric acid. Thì hai cái chất này có thể giúp cho da dưỡng ẩm, cũng giống như là làm chống lão hóa và căng mượt. Cái này cũng là một cái rất là hay và đó là lý do tại sao Jenny muốn thử cái set này coi như thế nào. Thật ra hôm nay là mình không có ý định mình mua nguyên một cái set này đâu, bởi vì lúc đầu cái món mà Jenny thật sự muốn mua chỉ là cái chai serum này thôi. Khi mà mình vào Sephora đó thì cái giá của nguyên một cái set này nó lại bằng với cái giá của một chai này thôi. Nếu như vậy thì làm sao mà mình không lấy cái set này cho được, bởi vì tính ra thì nó rất là đổi. Thì Jenny sẽ thử cái bộ này trước và sau đó mình coi tác dụng như thế nào, sau đó mình sẽ làm review lại cho các bạn nhé. Cái món thứ hai mà Jenny mua ngày hôm nay á cũng là một cái gây cho Jenny rất là nhiều bất ngờ, đó là cái set cọ hồng hạt hay còn gọi là Flamingo của Tarte. Họ thiết kế những cái cọ rất là đẹp và có rất là nhiều hình dáng khác nhau. Trước đây Jenny có một bộ cọ nàng tiên cá của Tarte, bộ cọ đó rất là đẹp. Còn bây giờ là Jenny mới mua thêm một bộ cọ mà cái này là nó bảo là hồng hạt. Đây là cái cọ đầu tiên, các bạn có thấy không? Đó là hình một con cá, giống như một cái bánh cá, nhìn nó rất là đẹp nha các bạn nha. Đó, đó là của Tarte, cực kỳ dễ thương luôn. Đặc biệt là cái lông cọ rất là mềm, cũng như là nó có một cái màu hồng nhìn rất là công chúa, rất là đáng tìm các bạn ha, rất là đẹp. Cái này sẽ là cọ kem nền ha, và cái này là cọ tán khối, cọ contour tán khối mấy bạn nha, rất là đẹp ha mấy bạn nha. Từ màu sắc cho tới hình dáng của cọ, cái thiết kế họ làm nhìn rất là ok. Cái thứ tư thì cũng vừa giống cây hồi nãy, nhưng mà cái này sẽ là cọ má hồng và highlight. Bộ cọ này thì nó có 5 cây cọ ha. Cái cây cuối cùng là cọ phấn bột, cũng vẫn là cái đầu của cọ hồng hạt. Nhưng mà nhìn không có điểm nào chê được hết. Wow, lông cọ rất là mềm mượt, mình thích rồi đó nha. Món tiếp theo mà Jenny muốn giới thiệu tới các bạn là một cái set làm trắng sáng da của Shiseido mà Jenny cũng mới mua hôm nay. Thì Jenny có nhớ là khi mà Jenny còn ở Việt Nam lâu lắm rồi, chắc cách đây cũng khoảng 6-7 năm rồi đó, mình đã có từng xài một cái chai Emulsion hay còn gọi là Lotion, tức nghĩa ở Việt Nam gọi là sữa dưỡng ẩm đó, của Shiseido mà của cái dòng Volution này luôn. Lúc đó là mẫu mã thì nó không phải là như vậy, đó là mẫu cũ rồi. Bây giờ cái này là mẫu mới. Thì cái đó xài mà Jenny cảm thấy là da mình nó bật tông, nó trắng sáng, thật sự thấy rõ luôn sau một thời gian sử dụng. Tới nỗi mà mắc cười lắm, khoảng sau đó một thời gian, chắc khoảng mấy tháng á, tại vì mỗi ngày Jenny chỉ xài có một lần thôi, Jenny không có xài hai lần và cũng không có xài thường xuyên nữa. Nhưng mà sau khoảng mấy tháng á, chắc không khoảng 4 tháng, 3-4 tháng gì đó, tự nhiên lúc đó mình thấy cái da mình nó bật tông lên, nó sáng lên mà nó trắng hơn. Thế quá, tự nhiên mình sợ quá,
mình ngưng mình không xài nữa. Tại vì mình không biết là trời ơi, tại sao mà nó hiệu quả dữ vậy ta, nó làm trắng sáng như giờ thôi, nó mình không cần trắng sáng nữa đâu. Mình chỉ cần là nó dụ ẩm thôi, trắng vậy đủ rồi, không muốn trắng hơn nữa đâu, trắng hơn nữa nhìn kỳ lắm. Thế là mình còn nửa chai đó mình đã bỏ, mình đã cho người khác, mình đã không dùng cái đó nữa. Mà không ngờ là nó hiệu quả như vậy luôn. Thì cho tới bây giờ khi mà mình thấy lại cái dòng Wild Lotion này thì mình sực nhớ ra cái dòng Wild Lotion này của CCDO là cực kỳ hiệu quả trong cái việc làm da trắng sáng luôn. Đó, thì mình hy vọng là khi mà mình kết hợp ba cái kem sữa rửa mặt, cái nước hoa hồng tinh chất và cái serum này lại thì da của mình nó sẽ cao trắng sáng hơn và đẹp hơn. Đây, set Wild Lotion mấy bạn nhé. Thì đi kèm với cái set Wild Lotion đó thì Jenny cũng có mua thêm một cái kem dưỡng trắng da ban đêm của CCDO luôn. Bởi vì chất kem của nó khá là dày nên cái này mình khuyến khích là chỉ sử dụng ban đêm thôi. Và với những bạn nào thật sự muốn làn da của mình nó trắng sáng một cách an toàn thì các bạn nên sử dụng cái loại Wild Lotion của CCDO này. Bởi vì Jenny đã từng sử dụng rồi cho nên là mình biết được hiệu quả của nó tốt. Và mình cũng muốn là khuyên những bạn nào mà muốn làm trắng da an toàn và từ từ và các bạn có thể cảm nhận được cái sự lên tông thì các bạn có thể sử dụng cái loại này ha. Thì đây là hộp kem của nó, nhìn như thế này. Mình sẽ dùng hai em này một thời gian rồi mình coi hiệu quả nó như thế nào, sau đó mình sẽ review lại kỹ hơn một lần nữa cho những bạn nào là đang tìm phương pháp làm trắng sáng da. Cái này là tẩy tế bào chết của Caudalie. Thì Caudalie đó là sẽ cái loại này, nó là Gentle Buffing Cream. Thì chất nghĩa là trong cái chất cream của nó sẽ có những cái hạt để có thể giúp tẩy tế bào chết rất là tốt. Và cái loại này rất là hợp cho những bạn nào có da khô và da nhạy cảm, hoặc là mình không thích cái kiểu mà trà suốt mà những cái hạt nó to nó làm suốt da của mình á, thì mình có thể dùng những cái loại em dịu nhẹ nhàng như vậy nhưng mà hiệu quả rất là ok. Nhưng này chưa bao giờ dùng thử cái loại này của Caudalie, nhưng mà hôm nay là Jenny sẽ dùng thử cái này để coi như thế nào. Ngoài ra thì hôm nay là Jenny cũng có mua một cái set mặt nạ size nhỏ của Peter Thomas Roth, cũng là cùng với lại cái hãng mà hồi nãy đầu clip Jenny có giới thiệu về cái loại serum trắng sáng của cái hãng đó đó mà Jenny sẽ thử. Thì đây sẽ là mặt nạ những cái loại size nhỏ thì mình có thể dùng thử khoảng mỗi tiết như vậy có thể dùng được khoảng 4-5 lần. Cái loại xanh dương đầu tiên thì nó sẽ có tác dụng là cấp ẩm sâu cho da và làm cho da căng mượt. Cái loại thứ hai là loại màu hồng ở cái bên đây thì nó sẽ giúp cho da mình nó dịu mát, cũng giống như là nó sẽ phục hồi da tổn thương. Cái loại thứ ba màu vàng ở đây thì là nó sẽ giúp cho chống lão hóa, bởi vì nó có tinh chất vàng 24 ở trong cái loại mặt nạ này, cũng khá là thú vị các bạn ha. Và cũng giống như là nó sẽ giúp cho da mình được săn chắc hơn và mịn màng hơn. Cái loại thứ tư là loại màu đen này thì nó sẽ có công dụng là làm sạch sâu các lỗ chân lông, cũng giống như nó sẽ tốt cho những bạn có da dầu cần được làm sạch da một cách tối đa nhưng mà không làm khô da, thì các bạn có thể dùng cái loại màu đen. Cái loại màu xanh lá cây này nè là cái loại mà được chiết xuất từ quả như leo, thì nó sẽ có công dụng là làm cho da mình mát và nó sẽ làm cho da mình căng mướt, cũng như là nó sẽ làm dịu da mẩn đỏ hay là những cái loại da dễ bị nhạy cảm. Và cái loại cuối cùng là cái loại màu cam, thì cái loại này là nó sẽ cung cấp dưỡng chất và nó sẽ giúp cho da mình đều màu và làm cho da mình được lên tông. Và đây là công dụng mà Jenny đã tìm hiểu của 6 loại mặt nạ của Peter Thomas Roth. Hiệu quả như thế nào thì mình chưa dùng, mình chưa có dám nói, nhưng mà mình sẽ thử dùng thử. Và sau đó sẽ có một clip Jenny review về những cái loại này để cho các bạn biết là loại nào thật sự hiệu quả tốt. Và tùy từng loại da mà mình có thể có những cái loại mặt nạ hợp với da mình nữa. Đó, các bạn biết là cái gì nhỉ? Top Collector. Cái này là một bản phấn mắt rất là đẹp của Too Faced. Thường là những cái bản phấn mắt của Too Faced hiện giờ nếu không phải là mùa chocolate, giống như là không phải là mùa chocolate á, thì nó cũng sẽ là mùa của peach, của trái đào á. Thì cái bản này là bản mà có mùi của chocolate. Khi mà bạn mở cái bản phấn mắt ra, bạn sẽ nghe được cái mùi chocolate nó nồng lên mũi luôn, rất là dễ thương, nhìn muốn ăn luôn cái này. Đây là cái bảng màu bên trong của Too Faced Chocolate Gold. Đó. Như các bạn thấy là cái bảng màu này nó có rất là nhiều màu sắc nổi, chứ không phải là những cái màu tông neutral hay là những cái màu nhìn trầm
mà đây hầu như tất cả là đều là màu nhũ, chỉ có một hai màu là màu lì và là màu giống như là màu nhấn thôi. Giống như màu đen là để màu nhấn nè, hai màu nâu này sẽ là hai màu để mà cũng là màu nhấn và màu chuyển màu nè, và màu trắng sẽ là màu base. Còn hầu như tất cả những cái màu còn lại trong bảng màu này thì nó sẽ thiên về tông nhũ. Và thật ra nhũ của những cái màu này rất là đẹp, mình phải nói là nhũ cực kỳ đẹp luôn. Ở bên Canada hiện tại là mùa thu rồi nên da của mình rất là dễ bị khô, thành ra đó là lý do tại sao khi sau khi mà mình dưỡng da xong rồi, trước khi mà mình make up á, rất là cần có một cái loại kem lót, nó có khả năng dưỡng cực tốt cho da, cũng giống như là ngoài ra nó còn sẽ giúp lớp foundation lên đẹp hơn. Thì đó chính là lý do tại sao mà mình dùng đến một loại kem lót của Dora Mercier. Cái loại này là hydrating thì nó sẽ giúp cho da của mình nó sẽ có độ ẩm rất là nhiều, và cũng giống như là nó sẽ bảo vệ cái làn da của mình được tốt hơn, giúp cho da của mình nó không có khô khi mà mình dùng foundation. Thậm chí là không cần phải ở những cái nước mà nó có mùa thu mùa đông, mà chỉ cần da bạn là da khô hoặc là da mà dễ bị bong chóc thì các bạn có thể dùng những cái loại hydrating primer của Dora Mercier hoặc là bất cứ cái hãng nào mà nó có thể là nó ghi là chữ hydrating primer thì các bạn đều có thể dùng để cung cấp độ ẩm cho da được tốt nhất nha. Cái set của Urban Decay này là Jenny mua được ở khi mà mình đi sang Mỹ á. Nó có một cái Sephora ở ngay trong một cái mall, mình quên mất cái mall tên gì rồi, nhưng mà cái mall đó thì nó cũng lớn lắm và Sephora là nó nằm trong cái mall đó luôn. Thì đặc biệt là nó có cái set này ở Sephora Canada không có bán. Thì là trên ngày hôm qua là mình đã đi Mỹ và mình mua cái set này, mình muốn dùng thử cho nó như thế nào. Về chất lượng eyeliner của Urban Decay thì mình cũng biết rồi, nó khá là waterproof và nó cũng khá là lâu trôi và cũng lên màu cũng khá là dễ và cũng dễ vẽ nữa. Mình muốn có là eyeliner của tất cả các màu nữa. Đó là lý do tại sao mình nghĩ là mình sẽ cái set này nó sẽ rất là phù hợp với mình. Bởi vì nó có 5 màu khác nhau: màu cam, màu tím, màu xanh dương, màu vàng gold và màu đen. Thì mình có thể dùng cái này để mình có thể làm màu mắt, cũng giống như có thể làm eyeliner, tạo kiểu phá cách một chút, hoặc là đơn giản là mình làm mi trong. Mình mua cái khay này là nó rất là ok. Mình sẽ thử và sẽ cho các bạn xem. Bây giờ mình nghĩ là mọi người sẽ rất là tò mò về cái loại son mà Jenny đã mua ngày hôm qua. Thì mình cũng nói luôn, hôm qua là Jenny có mua một cây son của YSL. Cái phiên bản giới hạn của nó chỉ ra trong vòng khoảng 1-2 tháng, rồi sau đó nó hết là nó hết luôn, chứ nó sau đó không có tái sản xuất lại nữa. Và đây là cây son số 1 của YSL. Thì như các bạn thấy đó, vỏ của nó toàn bộ là một màu đen nhám hết, chỉ có chữ YSL nổi đỏ, nổi rõ là màu vàng rồng ở đây thôi. Thì bên trong chất liệu của son vẫn là chất son huyền thoại của YSL, một điều rất là đặc biệt của YSL. Ở trên toàn bộ các son của YSL đều có mùi dầu thơm, mùi nước hoa của YSL. Nên khi mà nó vương vấn lên môi, cảm thấy cảm giác rất là thích, cảm giác mình là rất là quyến rũ. Những bạn nào mà chưa có son YSL, muốn có một cái cây son mà kiểu giống như là limited edition, chỉ có thể được sở hữu một lần thôi, thì các bạn có thể là coi cái em này. Và mình cảm thấy cái loại son này rất là đáng. Bởi vì thật ra mẫu mã chỉ khác nhau thôi, mẫu mã khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng mà chất son bên trong là hoàn toàn giống nhau. Chất của màu số 1 nha. Ngoài ra thì hôm qua là Jenny cũng có tạo thêm một cái loại kem nền mới của MAC. Thì đây là loại kem nền mới ra của MAC, tên là Prolong Wear Nourishing Waterproof Foundation. Thì cái loại này á, được quảng cáo là có khả năng chống nước, dưỡng cho cái lớp makeup lên tới 24 tiếng, đồng thời cũng là dưỡng ẩm cho da. Cái đó là những cái điều mà Jenny hiện tại rất là cần thiết. Và cũng giống như là cái này nó sẽ là full coverage, tức nghĩa là độ che phủ cao á, thì cái này sẽ rất là tốt. Màu của Jenny sử dụng là cái màu NC25. Thì ở bên trong nó sẽ là như thế này. Mình không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng ở Canada hiện tại là đây là loại mới nhất. Cái cảm giác khi mà mình thử em này lên tay thì nó khá là ok. Và mình cũng đang cần một cái loại kem nền mà vừa có độ ẩm tốt, vừa che phủ cao và cũng giống như là có thể giữ được lâu nữa, nên là mình chọn em này. Thì ngoài em kem nền này ra, mình cũng có mua thêm giọt bóng để pha chung với lại kem nền, hoặc là có thể dùng riêng khi mà mình
đi ngủ hoặc là khi mà chỉ đơn giản lúc nào mình muốn da mặt mình được độ ẩm tốt, mình có thể dùng kem dầu này. Mà tốt nhất mình nghĩ là nên dùng kem dầu để pha chung với nền để sẽ tạo được cái lớp nền bóng đẹp giống như cái kiểu Chloe hoặc là Dewy của Hàn Quốc này. Cái này cũng mát nha. Mình thấy hiện tại là có rất là nhiều bạn makeup bên này mà mình sử dụng cái loại dầu này, mình trộn cùng với foundation để mà mình có thể tạo được cái lớp nền bóng đẹp. Thì bạn nào muốn thợ mình bóng có thể dùng foundation mình mix chung với lại một hai giọt oil thì nó sẽ giúp cho cái foundation của mình lên bóng đẹp, cũng giống như là ăn hình hơn ha. Thì vừa rồi là những cái món mà Jenny để cho các bạn xem, là những cái món mà Jenny đã mua được của Sephora. Hy vọng các bạn có một ngày thật là vui. Và nếu như các bạn có bất cứ ý kiến nào có thể comment ngay bên dưới, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể trả lời cho các bạn. Nếu như là các bạn có muốn Jenny làm tiếp những video clip tiếp theo về những vấn đề như thế nào, skincare hay makeup, thì các bạn cũng đừng ngại mà mình comment bên dưới nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của Jenny. Bye bye các bạn, xin chào.